Phan Ly có cuộc sống ra sao sau gần 2 năm lấy chồng đại gia làm dâu hào môn? Phan Ly được biết đến là một hot girl Hà Thành nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Phan Ly tên thật Lê Phương Anh, sinh năm 1990. Cô từng giành giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc như Miss Khả Ái của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2010, Miss Mạng Xã hội Tầm Tay năm 2010. Phan Ly tốt nghiệp ngành mỹ thuật tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng cô nàng hot girl sinh năm 1990 lại quyết định đi theo tiếng gọi của đam mê, đó là thay đổi diễn xuất. Vì đã chéo sân nên Phan Ly cũng đã gặp không ít khó khăn để bắt nhịp với nghề. Thế nhưng cô vẫn luôn kiên trì và cố gắng vươn lên. Và thành quả mà cô nhận được đó là những vai diễn được khán giả rất yêu thích và tên tuổi của cô cũng được nhiều người yêu mến. Với gương mặt xinh như búp bê cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia vào các phim Moscow Mùa Thay Lá, Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi. Tháng 5 năm 2020, Phan Ly lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, CEO của một tập đoàn khách sạn khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Ngay trong ngày cưới, nhiều tin đồn về ông xã của Phan Ly lan truyền trên mạng xã hội cho rằng anh từng một lần kết hôn. Nữ diễn viên lên tiếng khẳng định chúng em đều là những người cưới lần đầu nên đều háo hức và chờ đợi ngày hôm nay. Mong các anh chị tôn trọng sự riêng tư của em khi em không muốn public thông tin của đối phương. Và thông tin trên mạng không phải cái gì cũng chính xác. Anh chị chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Em chỉ muốn bình yên và chia sẻ những gì em muốn chia sẻ thôi. Từ sau khi làm dâu nhà hào môn, Phan Ly tạm dừng đóng phim và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Phan Ly thường khoe cuộc sống viên mãn trên trang cá nhân với những chuyến du lịch sang chảnh, những thú vui tao nhã như nấu ăn, cắm hoa. Gu thời trang của Phan Ly cũng ngày càng sang trọng, đằm thắm chuẩn phu nhân giám đốc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thường chia sẻ hình ảnh những mâm cơm tươm tất với đủ các món từ Á sang Âu được ông xã đích thân chuẩn bị. Phan Ly từng tiết lộ chồng thích nấu ăn nên rất hào hứng trong việc đi chợ và nấu những món ngon cho vợ. Sau gần một năm kết hôn, Phan Ly thông báo đang mang thai con gái đầu lòng vào tháng 4 năm 2021. Thông tin mang bầu được nữ diễn viên giấu kín với khán giả hâm mộ cho đến khi thai kỳ đã ổn định. Tháng 7 năm 2021, Phan Ly hạ sinh con gái tên thân mật là Soju. Từ ngày có con, ông xã cô chuyển sang làm việc ở nhà để san sẻ công việc bỉm sữa cùng vợ. Muốn đồng hành trong hành trình phát triển của con, vợ chồng Phan Ly quyết định không thuê bảo mẫu mà tự tay chăm sóc em bé. Dù bận rộn với công việc chăm con toàn thời gian nhưng Phan Ly cho biết cô không cảm thấy stress vì em bé rất ngoan, ít quấy khóc. Con gái ra đời đã khiến Phan Ly thay đổi hoàn toàn, từ cô gái không giỏi nấu nướng, không thích việc bếp núc, trở thành người phụ nữ đảm đang, thích tự tay chuẩn bị mọi đồ ăn cho con. Ông xã của nữ diễn viên cũng chăm chỉ nấu ăn, thay đổi thực đơn để bồi bổ cho vợ, giúp em bé có đủ chất dinh dưỡng. Những khi có thời gian rảnh, Phan Ly thường đưa con ra ngoài chơi cùng để bé được dạng dĩ hơn. Chồng cô luôn tôn trọng không gian riêng của vợ, sẵn sàng trông con để vợ có thể ra ngoài gặp gỡ hàn huyên với bạn bè sau nhiều ngày xa cách. Hơn nửa năm sau khi sinh, Phan Ly vẫn chưa lấy lại được vóc dáng cũ. Tuy nhiên vì biết cách lựa chọn trang phục, che khuyết điểm hiệu quả, nên trong những bức ảnh được Phan Ly chia sẻ trên trang cá nhân, diện mạo của cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Hiện tại, dù không hoạt động showbiz nhưng Phan Ly vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những người bạn trong giới như Phan Minh Huyền, Vũ Thu Hoài. Trong các dịp đặc biệt của Phan Ly, hai người bạn thân trong bộ ba hot girl đời đầu luôn có mặt.